Xin chào các bạn. Hôm nay công ty Piano Finger hân hạnh bán cho một cái trường quốc tế khá nổi tiếng. Hoàng xin được giấu tên bởi vì trên hợp đồng là công ty này không có cho mình sử dụng hình ảnh và những cái tên tuổi của cái trường đó. Thì hôm nay Hoàng làm một cái clip lắp ráp cho các bạn xem cái cây HP702. Đó, nó có hai kiện, nó thùng trên và thùng dưới đó các bạn. Thùng trên á là gồm chân này, và coi cả thùng dưới là có cái đầu đàn ha. Rồi bây giờ gỡ ra thì các bạn gắn cái pedal đó, gắn cái pedal vào vào hai cái má chân đó, các bạn lựa lựa rồi đưa đó con ốc á, mình lựa lựa mình đưa vô, mình vặn vô. Thật ra là cũng đơn giản thôi, một người làm cũng được, hai người làm thì tiện hơn, nhưng mà cái này là một mình Hoàng ráp là bình thường lắm đó. Ráp được một bên rồi á thì các bạn ráp thêm bên còn lại đó, rất là dễ đó. Cái ngôi trường ngày này mua một lần là mấy cây pin ô điện luôn, và một như là mấy bộ trống này, và rất là nhiều cây đàn keyboard, đàn organ á đó. Rồi bây giờ mình dựng lên, sau khi xong cái hai cái chân với pedal rồi dựng lên là mình ghép cái phần vách lưng vô. Đó các bạn chú ý nè. Các bạn xả ốc ra trước, xả ốc hai bên ra trước nè. Rồi sau đó là mình mới đặt cái vách vào cái rãnh. Làm sao để mà mình cân xứng ở nhìn ở phía dưới nó có những cái lỗ để mà mình vặn ốc vô, cố định xuống. Đó, thấy chưa? Đơn giản chưa? Vặn ốc xuống này. Rồi vặn ốc ở trên cái vách. Đó, thì ra 1 này, 2 3 4 5. 5 con tất cả. Đúng không? Này chính giữa này. Nãy giờ 3 rồi. 4. Và cố định ở trên cái vách trên cái chân. Là 5 con tất cả. Rồi mình khui cái đầu ra, cái đầu đàn bây giờ mình dễ lắm, bây giờ mình đặt cái đầu đàn lên. Đặt cái đầu đàn lên và vặn ốc từ dưới lên. Đó. Xong xuôi gắn cái nắp đàn, xin lỗi, gắn cái giá sắt vô. Đó, thế là xong. Clip này chỉ dừng lại ở việc lắp ráp thôi. Lần sau Hoàng sẽ làm clip đàn cho các bạn nghe luôn nha. Rồi cảm ơn, xin chào các bạn ạ.